Chương 2126, thời gian xếp dài dằng dặc. Xe bạc đành lặp lại một câu, không sai, chúng tôi đúng là muốn đi hư thị. Tiền đế này lúc này mới hiểu được mình không có nghe lầm, lập tức nói: vậy các người đặt chỗ chưa? Đặt chỗ? Diệp Bạc nghi hoặc hỏi sau, nói thẳng: chúng tôi không có đặt chỗ, tự bay bằng pháp bảo phi hành. Tiền đế Trung Kỳ hiểu mấy người Diệp Bạc chẳng hiểu, có chút không biết nói sao. Tự mình đi hư thị yêu cầu thấp nhất là thần khí phi hành trung phẩm. Đây là trước kia, giờ một người đơn độc rất khó tiến vào hư thị. Nói xong, tiền đế là nhìn thoáng qua ba người khác sau lưng Diệp Bạc lơ đáng lắc đầu. Diệp Bạc nhìn ra tin tức hắn lấy được từ Đồng Yến và tình huống thực tế có chút sai biệt. Thấy rằng tiền đế này muốn rời đi, vội nói: vị tiền hữu này, xin hỏi một chút, vì sao trước kia được giờ không được? Tiền đế này là làm người không tệ, thế Diệp Bạc không hiểu cũng giải thích: bởi biên giới tiến vào hư thị trong hư không, không gian quá không vững chắc, pháp bảo phi hành thông thường giữa đường đều là tan rã, chỉ có thuyền pháp bảo to lớn mới duy trì không tan rã trong loại hư không. Đây là trước kia, giờ là trên đường đi hư thị còn xuất hiện vài bọn cướp hư không. Những người này biết rõ tiến về hư thị đều là anh kiệt các giới, trên người rất nhiều thứ tốt, cho nên là bình thường bọn chúng chặn trên đường trước khi đến hư thị tiến hành cướp bóc. Một mình tiến về hư thị, cho dù là người tiếp cận hư thị rồi gặp phải mấy tên cướp hư không này cũng là con đường chết. Diệp Mặc lúc này hiểu ý tứ tiền đế, xác thực mà nói, Đồng Yến cũng không lừa hắn. Đồng Yến tiến vào hư thị không biết là chuyện từ bao vạn năm trước, rất có thể lúc đó chuyện cướp hư không chưa lợi hại. Hơn nữa Đồng Yến là người của Đại Nhật Thần Sơn, Đại Nhật Thần Sơn đương nhiên có pháp bảo phi hành cực kỳ mạnh mẽ. Đồng Yến không nói với mình, chỉ sợ là thấy mình một đan thánh, muốn thần khí phi hành thượng phẩm cũng không phải chuyện khó. Vậy vì sao những người ở đây không đi mà đều ở đây? Diệp Mặc chỉ vào tòa kiến trúc đông đúc phía trước cùng với vài người qua lại hỏi. Tiền đế cười: tiền hữu xem ra đúng là không biết, thuyền phi hành tiến về hư thị cũng không nhiều chỗ có hạn, cho nên cách mỗi 100 năm mới có thuyền tiến về hư thị. Nhưng tiền hữu ở đây đang xếp hàng chờ thuyền tiến về hư thị đó. Xếp hàng 100 năm, thời gian quá dài. Mục tiểu viện hít một hơi thật lâu. Cô đến từ tiểu thế giới thần châu, chuyện xếp hàng là thấy nhiều, cũng trải qua nhưng chưa bao giờ thấy trường hợp phải xếp hàng 100 năm. Vậy còn bao thời gian phi thuyền tới? Diệp Mặc lại hỏi. Còn hơn 2 năm nữa, cho nên nếu các người thực muốn đi hư thị, vận may lên thuyền cũng không tệ lắm. Diệp Mặc cười đáp. Diệp Mặc thở ra một hơi nói, quả là không tệ, nếu chỉ 2 năm vậy chúng tôi đặt một chỗ, cũng đợi 2 năm vậy. Rất cảm ơn vị tiên hữu. Quả thực không tệ, nếu đã chỉ có 2 năm vậy chúng tôi như vậy. Tiền đế sắc mặt lúng túng. Vị tiên hữu này, ta nói là 2 năm đó là cái thuyền tiến về hư thị tới. Chuyến thuyền này vé tàu đã bán hết vào vài thập niên trước. Tiền hữu muốn xếp hàng phải đặt vé 102 năm sau. Xếp hàng 102 năm, Diệp Bạc có chút cảm thán giống Mục Tiểu Bận. Tiền đế lắc đầu không có trả lời, xếp hàng 102 năm rất lâu. Tiếp theo mười mấy năm nữa thì không phải là xếp hàng 102 năm, là xếp hàng gần 200 năm. Hơn nữa, vé tàu tiến về hư thị càng ngày càng khó khăn. Ai đảm bảo sau này không ai mua nhiều vé, sau đó là chuyển nhượng với giá cao. Diệp Mặc biết tiến về hư thị không đơn giản như tưởng tượng, dứt khoát chắp tay với tiền đế. Vị tiền hữu này, không biết ở đây có tiền tức lâu không, mấy người chúng tôi muốn nghỉ một chút. Tiền tức lâu đương nhiên là có, tiền hữu muốn phòng thế nào? Hạ đẳng mỗi phòng 500 thần tinh thượng phẩm, trung đẳng 1000, thượng đẳng thì 5000 thần tinh thượng phẩm, hạng nhất 10000. Nghe thấy có khách tới cửa, tiền đế là dáng vẻ tươi cười lập tức càng thêm sáng lạn. Diệp Bạc húp một ngụm khí lạnh, giá tiền này quả thực là quá bất hợp lý. Một ngày 500 thần tinh thượng phẩm, một năm hết bao nhiêu, 10 năm hết bao nhiêu, đây là ăn cướp sao? Chẳng lẽ những người tới đây là rằng có giàu có tới vậy? Sao không ai sống bên ngoài khu vực kiến trúc? Hình như nhìn sang nghi hoặc, Diệp Mặc tiền đế chủ động. Chỉ có những người mua vé trên thuyền đều ở lại khu vực này, mấy tiền hữu không mua vé có thể không ở chỗ này, nhưng tôi đề nghị mấy cái tiền hữu tốt nhất nên ở trong này an toàn hơn nhiều. Diệp Mặc gật đầu hiểu ra, một cái vùng kiến trúc lớn như nơi đây không phải vô duyên vô cớ làm nên cho người ta, cũng không phải tự nhiên mà hình thành, là phục vụ người tiến về hư thị, cũng là kiếm trác tiền của người tiến về hư thị. Hơn nữa nghe tiền đế này nói hình như là không ở trong này còn là nguy hiểm nhất định. Tuy ở đây giá cả cao, hiện giờ Diệp Mặc cũng chả được trực tiếp nói với tiền đế.
vậy chúng tôi đặt 3 phòng trung đẳng. À, tên đấy nghe rằng Diệp Mặc nói xong, ngược lại kinh ngạc lập tức vui mừng. Được mấy cái tiền hữu đi theo tôi. Vốn ông ta cho rằng 4 người Diệp Mặc nhiều nhất ở cùng một căn hạ đẳng, không ngờ mấy người này là tầng lớp giàu có. Lại là phòng trung đẳng hơn nữa quan trọng còn thuê 3 gian. Phải biết rằng dù là một vài thế lực tông môn cũng là thuê một phòng không quá trung đẳng. Đệ tử bình thường càng chỉ là ở phòng hạ đẳng. Phòng thượng đẳng và phòng VIP vốn không nhiều. Bọn Diệp Mặc vốn chỉ là 4 tiên nhân tu vị thấp, chẳng những dọn vào phòng trung đẳng ở, lại không có tông môn làm chỗ dựa, lập tức từ vòng nhỏ hẹp chuyển tống ra. Diệp Mặc đương nhiên không biết những người mắt trong mắt người khác 4 tiên nhân tu vị thấp họ là chủ đề bàn tán. Mục đích hắn dọn vào tiên tức lâu đương nhiên không giống người khác, không phải là chờ thuyền hạm tới, mà xem có thể mua tiền tài hay không, sau đó thăng cấp thời không toa của mình lên 1 cấp. Cho dù không thể gia tăng tốc độ đẳng cấp vọng cự cũng phải tăng thêm. Đương nhiên còn có ý đồ nữa là xem có tìm được người nào trả vé hay không. Nếu có người trả vé vậy càng tốt. Diệp Mặc cũng không cho rằng tên đế kia nói hưu nói vượn. Loại tiên thuyền hư không này hắn không phải lần đầu tiên đi. Lúc trước đi tiên thuyền hư không còn là ở phạm vi tiên giới, giờ ra thánh đạo tản giới, bất kể giao diện nào đều có thể gặp hại, gặp phải toàn năng. Hắn có tự phụ cũng không có tự phụ tới mức cho rằng một mình giết sạch được hư không giữa các giới. Bên trong thuyền tiến về hư thị khẳng định có cường giả đạo nguyên. Nói không chừng không chỉ một người, nếu như có thể ngồi trên thuyền dù gặp cường giả giao diện khác cũng có người cao tay ra mặt. Phòng trung đẳng ở đây giá tuy cao, nhưng thần linh khí xác thực sung túc, đều có cung ứng các loại tiên linh trà tiên tửu, đương nhiên mấy thứ này cần phải trả tiền thêm. Mọi người ở lại trong phòng tu luyện, ta muốn đi xem một chút. Sau khi vào phòng, Diệp Mặc nói với 3 người Tiểu Vận. Bây giờ Phục Phi một phòng, Thạch Như một phòng, hắn và Tiểu Vận một phòng. Nhờ tiên đế kia giới thiệu, Diệp Mặc biết kiến trúc ở đây dù là nhiều nhưng mà bất kể đàn ký các hay cửa hàng mua vật liệu hoặc là bán ra tài liệu đều là thế lực cố định, hơn nữa còn có vài điều lệ thống nhất. Dưới tiên tức lâu này rất nhiều tiên nhân ở, phía dưới cùng với tiên tức lâu là có đại sảnh cộng đồng. Nhưng trong đại sảnh người tới người đi, có nhiều người tiến hành giao dịch, có người giúp nhau nghiên cứu thảo luận tu luyện, cũng có người ngó chừng không vừa mắt nhau giúp nhau giải quyết ân oán. Giờ mà bây giờ là muốn đi cái sảnh này, hắn muốn nghe một ít tin tức. Nếu như thời không toa thực là không thể thăng cấp, cũng không cách nào lấy được vé người khác trả, một mình hắn tiến vào hư không, tiến vào hư thị, hành chính đi hư thị với hắn mà nói nhất định đợi hơn 100 năm, hắn rất không muốn, không có thời gian để đợi. Đến đại sảnh rồi, Diệp Mặc trông thấy cái chỗ này tuy nhiều người nhưng cũng không có ầm ĩ. Rất nhiều người nói chuyện đều là dùng cấm chế cách âm cản. Tại chính giữa đại sảnh là một cái tấm bảng hình tròn chậm rãi chuyển động. Trên tấm bảng viết nhu cầu gì đó, sẵn lòng lấy cái gì đó ra tiến hành trao đổi, nhu cầu cung cấp kiểu gì. Như thế thì không ít, Diệp Mặc cơ bản không hỏi người khác, lập tức biết đây là tấm biển quảng cáo. Tiền hữu muốn viết bố cáo sao? Nếu như cần ta có thể giúp người. Thanh âm cực kỳ dễ vàng, dễ nghe, vàng bên tai Diệp Mặc. Diệp Mặc nhìn thấy một cô gái khá xinh đẹp, lập tức nói: đúng vậy, ta muốn viết nhu cầu ta trên bố cáo. Thứ nhất, ta cần tiên tài đỉnh cao luyện chế pháp bảo phi hành. Thứ hai, cần 4 vé tàu 2 năm sau tiến về hư thị. Cái này đạt ở vị trí dễ làm người ta chú ý, thủ lao là. Diệp Mặc thoáng do dự một chút, nếu muốn thần tình gặp mặt rồi nói giá cả cứ vậy đi. Vốn Diệp Mặc muốn nói bằng lòng trả đạo quả, hắn có đạo quả, nhưng hắn tạm thời bỏ ý nghĩ. Ở đây cũng không phải là Thánh Luân Đài Thánh Đạo Thành, cầm đạo quả ra dù là thanh minh cũng chỉ có một, ai biết tạo ra hậu quả gì. Ở đây có thể tù vị quán chưa chắc là cao nhất. Trong đại sảnh mấy ngàn người, Diệp Mặc nhìn ra mấy chục hóa đạo thánh đế, dù không có đạo nguyên thánh đế cũng là cực kỳ đáng sợ. Được rồi, nếu như muốn đăng một ngày cần 5 vạn thần tinh thượng phẩm. Cô gái xinh đẹp nói chuyện vô cùng trong trèo, làm người ta nghe xong cảm thấy rất là thoải mái. Đặt qua đi, biết là rất đắt, Diệp Mặc cũng chỉ có thể lấy ra 10 vạn thần tinh đưa cô gái xinh đẹp, chuẩn bị 2 ngày đầu đề. Tiền hữu mời ngồi số 763, ta giúp tiền hữu đăng bố cáo. Cô gái xinh đẹp chỉ là vào một vị trí đại sảnh, tươi cười với Diệp Mặc. Diệp Mặc lúc này mới phát hiện chỗ ngồi ở đây còn là sắp xếp theo số.
Chương 2127, thứ Diệp Mặc lấy ra. Tuy chỉ một con số nhưng coi như là một vị trí tốt, chẳng những có một cái bàn. Bên cạnh bàn có chỗ ngồi, hơn nữa chỗ ngồi rất rộng. Một cái vị trí mấy người ngồi cũng được, đối với chỗ này Diệp Mặc hài lòng. Diệp Mặc mới ngồi được một lát, Thanh Như và Tiểu Vận hai người đi tới đại sảnh. Các làng tu bị quá thấp không dám dùng thần thức tìm kiếm, chỉ dùng ánh mắt bốn phía tìm Diệp Mặc trong đại sảnh. Mục Tiểu Vận vốn là cực kỳ xinh đẹp, thế nên là từng tu luyện nhiều năm tại Thần Phong Nữ. Còn là vì ở cùng Diệp Mặc càng là xinh đẹp xuất trần thoát tục. Thanh Như khuôn mặt đẹp hơn so với Tiểu Vận, dáng người hoàn mỹ có thể nói là thế giới này có 102. Cho nên hai người đứng ở đại sảnh lập tức thu hút đồng đảo ánh mắt, huống chi hai người vẫn là giáo giác nhìn quanh càng khiến người chú ý. Hai vị tiên tử, ta là Phùng Anh, vệ thương Vũ Thần Cốc, xin hỏi ta giúp gì được các nàng? Một người đàn ông là Tố Đạo Thánh Đế đi vào đại sảnh, liếc mắt thấy Thanh Như và Tiểu Vận, lập tức đi đến trước mặt hai người, hỏa nhã chắp tay nói. Thanh Như mỉm cười, cảm ơn vị tiền bối này nhưng chúng tôi không cần ngài giúp. Tiểu Vận, Thanh Như, bên này. Diệp Mặc trông thấy hai người đứng lên gọi. Thanh Như và Tiểu Vận thấy Diệp Mặc, lập tức mừng rỡ bước tới, để lại Phùng Anh Vệ trên mặt mang theo vẻ tươi cười chuẩn bị nói cầu nữa. Phùng Anh Vệ trông thấy hai cái tiên tử đẹp lóa mắt chạy tới ngồi cạnh tiên đế như Diệp Mặc, lập tức nhíu mày nhưng không có theo tới mà tìm một cái vị trí trong đại sảnh ngồi. Diệp đại ca, sao huynh ngồi đây? Thanh Như trông thấy đại sảnh ngồi ngay ngắn mấy cái tiên nhân, hơn nữa bất cứ người nào tu vị cũng hơn các nàng, lòng có hoảng loạn. Các em ngồi đi, ta mua một số thứ ở đây. Diệp Mặc nói xong lấy một cái bầu rượu, mấy cái ly rượu giúp Thanh Như và Tiểu Vận, rót cho mỗi người một chén. Đây là tảo tiên tử, Tiểu Băng sao ủ đấy, nếm thử. Diệp Mặc bừng chén rượu cửu. Thanh Như ngửi mùi rượu cực kỳ thanh mà không ma mạnh, không cần Diệp Mặc nhắc nhở nhị không được bưng một chén uống, lập tức mừng rỡ. Diệp đại ca, rượu này hình như còn có thể giúp tu luyện. Diệp Mặc đương nhiên gật đầu đồng ý, đây là giác hồn tảo và nhân thanh hạnh, cùng thêm linh tảo đỉnh cao, do Tiểu Băng Sâm ủ thành, há không ngon. Rượu này chẳng những có thể gột rửa nguyên thần tân hồn, còn là gột rửa tiên nguyên. Mục Tiểu Vận uống qua nhiều lần vẫn rất là thích loại rượu này, chỉ vào tấm bảng bố cáo hình tròn chuyển động trong đại sảnh. Tướng công, cái bố cáo đầu tiên kia là thứ chúng ta cần mua sao? Ừ, đúng, ta đặt quảng cáo 2 ngày trước đây, ở xem hiệu quả đã. Diệp Mặc định 2 ngày sau nếu mua được vật liệu đỉnh cao, hắn à lại chỗ này ở 1-2 năm chuyên tâm luyện chế pháp bảo phi hành. Nếu không cách nào mua được vật liệu đỉnh cao cần thiết, mấy ngày nữa hắn là dẫn theo mấy người Thanh Như tiến vào hư không. Diệp đại ca, vé tàu có lẽ không dễ mua. Thanh Như nhìn thấy cái biển bố cáo viết muốn mua 4 tấm vé tàu. Ta biết, ta chỉ là thử thời vận, có thể mua được thì mua, không mua được thì thôi. Diệp Mặc cũng biết vé tàu khả năng nào mua không được. Rượu ngon nha. Rượu của vị bằng hữu kia hẳn là nhân thanh hạnh cùng giác hồn tạo ủ thành, hơn nữa quá trình sản xuất không hề có tỉ vết, tuyệt đối là cao thủ. Ba người nói chuyện phía một thời gian không để một hồi, một cái người đàn ông mặt đỏ chạy tới trước chỗ ba người ngồi chắp tay, tuy miệng đang nói, mắt thì nhìn chằm chằm bầu rượu trên bàn. Đây là cường giả dục đạo đỉnh phong, từ trên mặt y là thấy được người này không biết đã uống bao nhiêu loại rượu. Y chỉ ngửi rượu là biết rõ thành phần trong rượu tuyệt đối là người sành. Nếu không phải Diệp Mặc thật sự có chuyện chính đáng làm, hắn là muốn mời mấy người này ngồi xuống uống một chén, nhưng hiện tại hắn lại không có ý định. Thế Diệp Mặc mỉm cười không nói lời nào, dục đạo thanh đến mặt đỏ này không có đi, hơn nữa cũng không có ý lúng túng hắc hắc cười. Vị tiền hữu này vừa rồi ta nghe tin, đầu tiên là có người bàn bố, nhưng mà cái bố cáo kia của người dù là tuyên bố ngay trên đầu, dù là đợi đến sang năm cũng không ngài tới. Nếu ngài ta khẳng định một lần nữa có người tới người hỏi giá. Tiểu Vận, em đến ngồi cạnh ta, để vị tiên hữu này ngồi xuống. Diệp Mặc nghe xong lời dục đạo thanh đế mặt đỏ, lập tức yêu cầu Mục Tiểu Vận đến cạnh hắn ngồi. Mục Tiểu Vận không do dự, ngồi bên trái Diệp Mặc. Thấy Diệp Mặc thấy Tiểu Vận rời đi, dục đạo thanh đế không có lửa phần cách ký, ngồi xuống cười ha ha. Ta là Thiên Vu học, lần này là cũng đi hư thị thử thời vận. Diệp Mặc lấy ra một cái ly để trước mặt y, giúp y rót một chén rượu nói. Ra là Tiên Vu tiên hữu, ta là Diệp Mặc, đối với chuyện hư thị không hiểu rõ, xin được chỉ giáo. Thanh Như lúc này thấy Tiên Vu học ngồi đối diện mình, nàng cũng vội đứng lên ngồi bên phải Diệp Mặc. Cảm ơn Diệp tiên hữu. Tiên Vu học bưng chén rượu lên cực kỳ mỹ vị uống một hớp lớn, lập tức y thấy Thanh Như ngồi cạnh Diệp Mặc lập tức dựng thẳng ngón tay. Diệp tiên hữu thật bản lãnh, đối với chuyện
Những người tiến về hư thị muốn cái gì Diệp Thiên Hữu khả năng không hiểu, nhưng mà thánh đế tiến về hư thị không có mấy người thiếu thốn thần tinh. Diệp Thiên Hữu dùng thần tinh đổi vật liệu, chuyện này tuyệt đối không thể thực hiện. Diệp Bạc lúc này biết mình đưa báo cáo ra xảy ra vấn đề, hắn thở dài, xem ra không cần được mấy thứ tốt, muốn đổi vật liệu quả thực không được. Nghĩ tới đây, Diệp Bạc lập tức kêu tiên tử lúc trước giúp hắn đăng báo cáo nói: "Cậu giúp ta sửa một chút thủ lao, nếu có vật liệu ta cần bằng lòng dùng một món mậu kỷ độc xương khuyên gần bằng thần khí thượng phẩm hoặc là thất diệu hoàng cực tuyền để đổi. Nếu có vật liệu đỉnh cao ta sẵn sàng dùng thứ còn quý giá hơn trao đổi." Mậu kỷ độc xương khuyên gần bằng thần khí thượng phẩm tuyệt đối là đồ tốt, tiên tài đỉnh phong. Cho dù là tiên tài cấp 12 cũng có thể chế ra thần khí thượng phẩm, cũng không đổi được thần khí trung phẩm tốt nhất. Dù sao luyện chế không có nghĩa là luyện chế ra. Chuyện này có khác biệt trong đó. Có thể nói Diệp Mạc cầm ra mậu kỳ độc dương phiên, lực hấp dẫn là vượt xa thần tinh, mà thất diệu hoàng cực tuyền càng là thánh vật đối với tiền nhân luyện thể. Đây chính là đạo tuyền có thể rèn luyện thân thể à. Chẳng những từ góc độ rèn luyện thân thể còn có thể dung hợp thần thông luyện thể, làm thần thông luyện thể và đạo vận kết hợp. Từ góc độ nào mà nói, thứ này so với đạo quả không kém bao nhiêu. Huống chi Diệp Mạc còn nói còn thứ quý giá hơn so với thần khí trung phẩm cao cấp cùng thất diệu hoàng cực tuyền còn quý giá. Ngoại trừ thần khí thượng phẩm một số ít thần linh vật, còn gì đáng giá hơn? Mà ngay cả tiền vũ học đang uống rượu thấy Diệp Mạc lấy ra đồ cũng sững sờ, không tưởng tượng được một tiên đế như Diệp Mạc nhiều thứ tốt như vậy. Thế này phải đổi bao nhiêu tài liệu tốt cũng đổi không được. Diệp Tiên Hữu, người đúng là khiến ta chấn động, nhưng tiếc là ta không có vật liệu luyện chế pháp bảo phi hành đỉnh cao, bằng không hiện tại ta cũng lấy ra. Thở dài một hơi, tiên vũ học một ngụm uống hết ly rượu trong ly. Diệp Mạc cũng bất cứ giá nào cũng phải đi, không cầm thứ gì tốt hiển nhiên đổi không được thứ gì. Muốn có vật liệu tốt hơn nhất định phải mạo hiểm. Nghĩ nghĩ dứt khoát lấy ra ngoại trừ đạo quả, thất rượu hàng cực tuyển là tốt nhất. Tiền vũ học uống hết rượu xong, trong ly nhớ ra cái gì khiếp sợ đứng lên, nhìn Diệp Mạc hỏi: "Diệp Tiên Hữu, mộc kỳ độc dương phiên kia sao giống với pháp bảo của tông chủ Úy Tuyên Đồ Đình Thần Môn?" Diệp Mạc mỉm cười: "Tiểu vũ huynh thực là kiến thức rộng rãi, người nói không sai. Mậu kỷ độc dương phiên kia thực chính là pháp bảo của Úy Tuyên. Vậy sao lại ở chỗ ngươi?" Tiểu vũ học ngữ khí cổ quái, tay cầm chặt ly thậm chí là bất ổn. Một thanh đế cầm không nổi một ly rượu sao, hiển nhiên là chấn động lòng y quá lớn. "Bởi ta thịt gã rồi." Diệp Mạc lần này trả lời càng dứt khoát, lấy ra thứ tốt phải biểu lộ ra thực lực, nếu không dù là hắn không sợ cũng là phiền muốn chết. Tiền vũ học khuôn mặt kinh hãi, màu đỏ trên mặt thậm chí biến mất rất nhiều, không ngờ Diệp Thiên Hữu này lại là tồn tại nghịch thiên. Y không dám ở lại đây uống rượu, chỉ có điều là không đợi y ra lời cáo từ, thanh âm khàn khàn truyền tới: "Người muốn dùng mộc kỷ độc dương viên và thất diệu hoàng cực tuyền đổi lấy vật liệu chế phi hành pháp bảo sao?" Giọng khàn khàn này là lạnh lùng nghiêm nghị, giống Diệp Mặc chỉ cần trả lời không đúng y lập tức động thủ, hơn nữa giọng điệu là mang theo chèn ép mạnh mẽ, khiến cho Mục Tiểu Vận và Thanh Như sắc mặt tái xanh. Ở một bên vốn là mấy cái thanh đế khác muốn qua hỏi thăm, nghe thanh âm nhìn thấy người tới là một lão giả áo xanh, lập tức theo bản năng ngừng bước không tiếp tục tới. Diệp Mạc bưng chén rượu lên, khí thế đạn áp của Thanh Như Mục Tiểu Vận lập tức bị cái nhấc tay túy làm tiêu tán không còn vết. Sau khi uống một hơi cạn rượu trong chén, Diệp Mạc mới là chậm rãi: "Ta có mộc kỷ độc dương phiên và thất diệu hàng cực tuyền, nhưng cái ta muốn đổi lấy không phải là vật liệu pháp bảo phi hành, mà là vật liệu luyện chế pháp bảo phi hành đỉnh cao. Nếu muốn đổi đồ của ta, vật liệu cũng phải được sự đồng ý của ta. Nếu muốn đổi được hai món đồ của ta, ngươi phải lấy ra đồ vật liệu để đổi. Nếu không, không bạc nữa." Hà, một tiên đế nhỏ nhòi, nói chuyện giật hà ngược lại cũng có sức mạnh. Ông già mặc áo dài xanh này trong khi nói chuyện đang ngồi xuống trên chỗ còn trống kia. Chương 2128, không biết sống chết. Tiên vũ học thấy ông già mặc áo dài xanh lá lại tới, vội vàng chắp tay với Diệp Mặc, và ông già mặc áo dài xanh lá không nói lời, vội vã cáo từ. Ông già mặc áo dài xanh lá này làm như không thấy Tiêu Vũ Học, lướt qua Thanh Như và Tiểu Vận bên cạnh Diệp Mặc, ánh mắt sáng lên, lập tức thu hồi ánh mắt bình thản: "Lấy đồ người ra cho ta xem." Đây là một cái cường giả hóa đạo đỉnh cao, hơn nữa khí tức so với Úy Tuyền hình như mạnh một chút. Theo Diệp Mặc thấy, ông già mặc áo xanh lá này
dù mạnh mẽ hơn Úy Thiên, mạnh cũng có hạn. Diệp Mặc rót cho mình một chén rượu xong trực tiếp cất hũ rượu, cơ bản không cho ông già mặc áo xanh này rót rượu. Không chỉ như thế, Diệp Mặc còn uống dòng rượu trong chén, lúc này bình thản nói: "Đây là chỗ người của ta, ông là người phương nào?" Ông già mặc áo dài xanh lá không ngờ Diệp Mặc vậy mà không thèm để ý ông ta như thế, lập tức cười: "Lá gan người béo tốt nha, cũng phải, ngươi còn không biết ta là người phương nào, ta nói cho ngươi biết, Thần Đồ Hưng Đức chính là ta. Ta có một biểu hiệu là Lục Bảo Thánh." Nói xong rồi ngươi có thể đi. Nếu như không phải trong đại sảnh, Diệp Mặc sớm bắn 7 mũi tên liên tiếp, trong thời gian ngắn nhất giết chết một người khoe mẽ vậy, chứ khoe mẽ trước mặt hắn. Thần Đồ Hưng Đức nghe Diệp Mặc nói lập tức không dám tin, chỉ vào Diệp Mặc: "Ngươi chỉ là tiên đế tầm thường, dám kêu ta đi, cho ngươi thời gian 3 lần hô hấp, lấy Mộc Kỷ Độc Dương Phiên và Thất Diệu Hoàng Cực Tuyển cho ta xem." Diệp Mặc nhíu mày, không biết ở đây có thể đánh nhau không. Thần Đồ Hưng Đức này hắn không sợ, nhưng ngộ nhỡ có đạo nguyên thánh đế, hắn giờ vẫn chưa phải đối thủ. "Đồ của ta dựa vào cái gì phải lấy cho ông xem?" Diệp Mặc hừ một tiếng, lửa giận kích phát. Diệp Mặc nhịn xuống cũng không phát cáu: "Ngươi không phải là muốn trao đổi đổi đồ vật pháp bảo phi hành, bản thánh có rất nhiều người tự lựa chọn." Thần Đồ Hưng Đức nói xong đưa tay vung ra một đống vật liệu trước chỗ. Một đống vật liệu này thoạt nhìn dù nhiều nhưng đều là một vài thiên tài cấp thấp như hư không bí ngân, cực lôi kim, thậm chí tiền tài cấp 2. Làm phong thạch cũng có. Trong chỗ tiền tài này đẳng cấp cao nhất là cực lôi kim, chẳng qua là luyện chế được tiền khí trung phẩm. Diệp Mặc không ngờ Thần Đồ Hưng Đức này mặt dày như vậy, cầm mọi loại rác rưởi muốn đẩy. Đổi lấy Mộc Kỷ Độc Dương Viên và Thất Diệu Hoàng Cực Tuyển, rõ ràng là muốn ngang nhiên cướp đoạt. Diệp Mặc chuẩn bị đánh, hắn lại không định chủ động ra tay. Chỉ cần Thần Hưng Đồ lúc này dám ra tay trước hắn, tuyệt đối liền đánh cho đến chết. Lòng Diệp Mặc cực kỳ khó chịu, nói tới nói lui là thực lực không đủ. Nếu như là đủ thực lực, hắn đã có thể quan tâm động thủ trước sau sớm đã đánh. Thần Đồ Hưng Đức, hắn đã ngây ỉ vào tu vị mình cao một chút, dám làm gì ở chỗ hạm thần ổ ta. Thanh âm lạnh lạnh vang lên, lửa giận truyền đến. Diệp Mặc thấy người tới là một người đàn ông mạnh khảnh, làn da trắng nón, con mắt cực kỳ dài nhỏ mang theo một chút u ám lạnh lẽo, bất ngờ thay là một cái hóa đạo tu vị đỉnh cao. Thần Đồ Hưng Đức thấy người đàn ông hóa đạo thanh đế lập tức đứng lên cười ha ha: "Quản lý Ôn Luân nói quá lời, ta chỉ nói chuyện làm ăn với anh bạn nhỏ này mà thôi, sao có thể làm sằng bậy. Mấy thần thức vừa rồi ta xem, ta lấy ra xem anh bạn nhỏ này không với, ta đổi vài thứ là được." Thần Đồ Hưng Đức nói xong vùng tay lên, đống vật liệu trước mặt bị ông ta thu lại, lập tức lấy ra tảng khoáng thạch lớn khoảng chừng quả bóng giờ màu trắng, sau đó nói với Diệp Mặc: "Anh bạn nhỏ, cậu thấy khoáng sa thạch này thế nào?" "Châu Vân Sa thượng hạn." Kể từ không đợi Thần Đồ Hưng Đức nói, những người xung quanh phát hiện kinh ngạc: khoáng thạch màu trắng này không hề có tạp chất, quả thực giống khối bằng tinh khiết màu trắng ngà, tản ra khí tức linh hoạt kỳ ảo nhẹ nhàng. Dù là người không rành luyện khí cũng biết đây là vật liệu luyện chế pháp bảo phi hành đỉnh cao. Diệp Mặc cũng là ánh sáng liên tiếp cò rút trong mắt, tuyệt đối là thứ hắn muốn. Trần Vân Sa thượng hạng, hơn nữa còn là nhiều như thế. Trần Vân Sa là tiên tài cấp 12, đương nhiên thuộc vào phạm trù đỉnh cao. Đã có một khối Trần Vân Sa lớn, thời không thoát của hắn dù không cách nào luyện chế đến phi hành thượng phẩm cũng kém không xa. Người quản lý còn mắt dài nhỏ trông thấy một cái khối Trần Vân Sa lớn ngạc nhiên thú vị. Khối này luận về giá trị không thấp hơn bất luận món đồ gì Diệp Mặc lấy ra, đương nhiên là Thất Diệu Hoàng Cực Tuyển kia cũng phải xem số lượng bao nhiêu. Đây là Trần Vân Sa thượng hạng, dù là luyện chế hai món pháp bảo phi hành đỉnh cao cũng đủ. Đương nhiên nếu như chỉ đổi lấy Mẫu Độc Kỷ Xương Phiên và Thất Diệu Hoàng Cực Tuyển của người, ta cảm giác thiệt thòi. Tuy ta không biết Thất Diệu Hoàng Cực Tuyển của người có bao nhiêu, nghĩ cũng không nhiều, ta không tham lam, ngoài đổi lấy hai đồ thứ đó, tiền tử bên cạnh người thuận tay đưa ta đi. Thần Đồ Hưng Đức nói xong chỉ thành như cạnh Diệp Mặc. Sát cơ trên người Diệp Mặc lập tức bộc phát, lạnh giọng với Thần Đồ Hưng Đức: "Cút, người muốn chết?" Thần Đồ Hưng Đức nghe Diệp Mặc cũng dám bảo ông ta cút, nửa giận xoáy lên một cái. Không đợi ông ta động thủ, người quản lý hạm ổ thần lạnh lùng: "Sao à, hắn là người muốn động thủ tại đại sảnh hạm thần ổ ta?" Thần Đồ Hưng Đức thoáng cái tỉnh táo, biết đại sảnh này cơ bản không có cách động thủ, tiện tay chụp Châu Vân Sa của mình nên xoay người rời đi. Ông ta không hề rời đại sảnh, chỉ tìm một chỗ ngồi vừa vặn có thể thấy vị trí Diệp Mặc. Người quản lý mặt trắng của hạm thần ổ như là có hứng thú nhìn qua Diệp Mặc, không nói lời nào quay người đi khỏi đại điện. Diệp Mặc điềm nhiên không có chuyện gì căn bản, như chưa có chuyện xảy ra phát sinh, vẫn là bình chân như vậy cùng Thành Như, còn có Tiểu Vận ba người uống rượu nói chuyện phiếm. Phùng Vệ ăn luôn là thấy Diệp Mặc ngay cả Lục Bảo Thánh cũng dám bảo cút, sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức đứng lên không tiếp tục ở trong đại sảnh. Tiên Vu học một chỗ góc khuất càng tin tưởng Mộc Kỷ Độc Dương Phiên là do Diệp Mặc giết Úy Tuyên đấy,
Nếu không Diệp Bạc không dám nói thế với Lục Bảo Thánh. Khả năng là vì Lục Bảo Thánh thần đồ hướng đức về sau cũng không có người nào tìm tới Diệp Bạc gây sự. Một ngày sắp qua đi, Diệp Bạc thất vọng, ngoại trừ Lục Bảo Thánh thần đồ hướng đức kia, giờ đã chưa có ai lôi vật liệu tới tìm hắn. Ngay khi Diệp Bạc muốn dẫn Tiểu Vận và Thanh Như rời đại sảnh, lại lời ở một người trung niên hóa đạo sơ kỳ đến trước mặt Diệp Bạc chắp tay. Vị tiên hữu này, ta ứng ý Mộc Kỷ Độc Dương Viên của ngươi, ngươi xem đồ của ta như vậy đổi được không? Nói xong y lấy một cái túi đựng đồ trước mặt Diệp Bạc. Diệp Bạc nhận túi chứa đồ, thần thức quét vào bên trong lại là một cái chiếc lồng vũ màu đỏ lửa. Thần thức Diệp Bạc tiếp xúc lồng vũ lập tức có khí tức nhẹ như lồng hồng truyền tới, tương tự khí tức bay bổng mạnh mẽ xen lẫn trong đó. Ma Ngọc Kỳ Vũ. Diệp Bạc đầu tiên nhận ra chiếc lồng vũ màu đỏ này là vật gì. Ma Ngọc Kỳ Vũ chắc chắn là tiên tài vượt tiên tài cấp 12, thứ tốt có thể chế thần khí thượng phẩm. Về phẩm chất, Ma Ngọc Kỳ Vũ này không thua kém so với châu vân xa vừa rồi của thần đồ hương đức lấy ra. Về độ hiếm, Ma Kỳ Vũ càng khó kiếm hơn. Có thể, Diệp Bạc không chút do dự thu hồi lồng vũ, đồng thời lấy một cái lá cờ đen bị cấm chế bao lấy đưa trước mặt người hóa đạo thánh đế. Hóa đạo thánh đế này tiếp nhận Mộc Kỷ Độc Dương Phiên, thần thức quét vào cấm chế lập tức sắc mặt vui vẻ, vội thu hồi Mộc Kỷ Độc Dương Phiên, chắp tay với Diệp Bạc quay người rời đại sảnh. Diệp Bạc đã nhận được một thứ làm cực kỳ thỏa mãn, biết nếu không có ai tới trao đổi, chờ đợi thêm cũng không có ích, dù sao đại sảnh này chỉ có bấy nhiêu người, có người muốn đổi sớm đã đến đổi. Vẫy tay một cái gọi tiền nữ đang bố cáo rút lại 5 vạn tiên tinh, hủy quảng cáo, dẫn theo Tiểu Vận và Thanh Như trở về phòng mình. Sau khi vào phòng, Diệp Bạc bố trí cấm chế cho 3 gian phòng, nói với người Tiểu Vận: mọi người ở lại đây tu luyện không ra ngoài. Tấn công không phải là anh muốn tu luyện tới chế thần khí sao, chẳng lẽ giờ muốn đi khỏi đây? Mục Tiểu Vận nghi hoặc nhìn Diệp Bạc. Diệp Bạc gật đầu: ta ra ngoài một chút rồi trở lại, chúng ta sẽ bế quan. Mục Tiểu Vận hình như biết Diệp Bạc muốn ra ngoài làm gì, chỉ nhẹ giọng nói: anh cẩn thận một chút. Một lát sau, Diệp Mặc cẩn thận đi ra tiên tức lâu, cúi đầu bước nhanh tới phía bên ngoài khu vực hạm thân ổ, đồng thời thần thức chú ý đến sau lưng. Thần đồ hưng đức sớm đã nhìn chằm chằm căn phòng 3 người Diệp Mặc, lão là nghĩ làm thế nào mới có thể tiến vào phòng Diệp Mặc diệt 3 người, cùng nắm đến lúc đó cho Phượng Ôn Luân, người quản lý hạm thân ổ chút lợi ích. Ông không tin là Phượng Ôn Luân thực sự vì mấy cái tiền nhân nhỏ nhỏ không đâu mà tìm lão gây phiền phức. Nhưng con làm mơ cũng không nghĩ tới Diệp Mặc còn dám rời hạm thất ổ. Bất kể Diệp Mặc tâm tư gì, lão đều mừng rỡ như điên. Lão lập tức đi theo Diệp Mặc thoáng cái là rời hạm thất ổ. Ông ta suy đoán Diệp Mặc có thủ đoạn gì hoặc là che giấu tu vị, là cố ý dẫn lão ra. Nhưng tâm tư lão giống Diệp Mặc, dù là Diệp Mặc cũng là hóa đạo thánh đế, lão không sợ, tuyệt không tin Diệp Mặc là đạo nguyên thánh đế, chuyện đó không có khả năng. Diệp Mặc chỉ sợ thần đồ hưng đức không đuổi theo. Thần đồ hưng đức này đuổi theo hắn ngược lại thở phào nhẹ nhõm, biết rõ thần đồ hưng đức này không bỏ qua choán. Dù đoán ở trong phòng chỉ sợ không an toàn. Trong đại sảnh, người hạm thần ổ chắc chắn không cho thần đồ hưng đức động thủ. Nhưng ở trong không ở đại sảnh, thần đồ hưng đức muốn động thủ, ai biết hạm thần ổ này có quan tâm không. Nếu hạm thần ổ mặc kệ, đối với hắn không phải chuyện tốt. Có phải nói Diệp Mặc sợ thần đồ hưng đức kia mana? Diệp Mặc cho rằng muốn giết thần đồ hưng đức nhất định phải sử dụng đòn sát thủ. Trong phòng mà động thủ, bất kể lan tới gần mục tiêu Tiểu Vận hay không, khả năng là khiến cho thần thông quán bị lộ ra cho hạm thần ổ biết. Chính vì vậy Diệp Bạc mới lựa chọn động thủ bên ngoài. Lúc trước trong đại sảnh hóa đạo thanh đế nhỏ này ngăn cản thần đồ hưng đức động thủ, thấy Diệp Bạc cũng dám rời hạm thần ổ, sửng sốt một chút, thấy thần hồ hưng đức đi theo Diệp Bạc rời hạm thần ổ lập tức cười lạnh một tiếng, không biết sống chết. Cũng không biết ý nói Diệp Bạc không biết sống chết hay nói thần đồ hưng đức không biết sống chết. Chương 2129, không có sức đánh trả. Diệp Bạc cũng không hề đi quá xa khỏi hạm thất đồ, khó khăn lắm mới đến được lời có thể thoát khỏi thần thức đạo nguyên thánh đế. Chủ động dừng lại tại thánh đạo toàn giới, bị vết nứt không gian và pháp tắc mất trật tự, thần thức cũng bị hạn chế. Nơi cách vài chục dặm, Diệp Bạc dùng thời không tỏa chỉ thời gian ngắn là tới. Dẫn ta tới đây chắc hẳn người có vài đòn sát thủ nhỉ, nhưng tuyệt đối không nên để ta thất vọng. Đương nhiên bất kể để ta thất vọng hay không, chờ ta giết ngươi xong, hai thế tiếp của ngươi ta nhận hết. Thân đồ hưng đức nhìn Diệp Bạc cười lạnh, đồng thời đưa tay vạch ra cái đường vòng cung màu đen. Diệp Bạc nhất thời không thấy rõ đường vòng cung kia là pháp bảo gì,
Thần thức đao của hắn đâm vào phát hiện ra một cái đống trầm dài màu đen rậm chẳng chịt, mỗi một cái trầm đèn nhánh tựa như là tự động lay động mang sát ý ầm chậm. Chắc hẳn bạn của người tìm tới đây lại trong một nén nhang chứ gì? Diệp Mặc cười lạnh một tiếng nói, hắn biết thần đồ Hưng Đức dám tới đây ngoại trừ không sợ mình khẳng định hẹn người khác. Người rất thông minh nhưng không cần chờ một nén nhang, ta sắp quay về. Thần đồ Hưng Đức chưa có nói xong, Diệp Mặc đã động thủ. Diệp Mặc quyết định giết thần đồ Hưng Đức trong thời gian ngắn nhất. Ở chỗ này hắn thế đơn lực bạc, mặc khi có người tới đối với hắn không có lợi. Nếu như thời gian kéo dài một chút, hắn khẳng định dù là thần đồ Hưng Đức cũng không có hẹn người. Quản lý có đôi mắt dài nhỏ hẹp cũng tới xem. Người nói không sai, không cần chờ một nén nhang. Cùng lúc đó Diệp Mặc nói, hai luồng thần văn đánh ra, giờ biến cương đánh ra được luồng thần văn thứ ba. Diệp Mặc biết cho dù là luồng thần văn thứ ba phóng ra hắn cũng không giết được thần đồ Hưng Đức trong thời gian ngắn. Hai luồng thần văn tuyệt đối làm cho thần đồ Hưng Đức bị thương. Dù là không cách nào giết thần đồ Hưng Đức cũng khiến cho tên này lúng túng thời gian ngắn nhất. Diệp Mặc bây giờ không cách nào phát huy được hùng danh đáng sợ thái sơ thần văn. Với hắn mà nói chỉ cần hù được thần đồ Hưng Đức là được. Hai luồng thần văn vặn vẹo nháy mắt phá vỡ lĩnh vực hóa đạo của thần đồ Hưng Đức. Lúc này thần văn Diệp Mặc so với trước chỉ có hình thức không có thần của thần văn, kém xa đầu chỉ vạn dặm. Phát tác thời gian trước mặt thần văn hoàn toàn biến mất không thấy, toàn bộ không gian chỉ có hai luồng thần văn vặn vẹo bất chấp không gian thời gian. Thái sơ thần văn, thần đồ Hưng Đức sát mặt đại biến, cũng may kinh nghiệm chiến đấu phong phú không xoay người bỏ chạy như người khác. Vô số huyền âm tiền nguyên trầm đen nhánh trong tay kéo đường cung vòng màu đen dài xa mấy trăm trượng, giống như cái dài lụa đen che chắn hết thảy mọi đường đi của thái sơ thần văn. Huyền âm thiên nguyên trâm không phải là pháp bảo phòng ngự, vốn não muốn trong thời gian ngắn nhất dùng huyền âm thiên nguyên trâm giết Diệp Mặc, không tưởng tượng đối mặt với thái sơ thần văn nó chỉ vội vàng dùng trâm này phòng ngự. Thình thịch, thái sơ thần văn bổ vào dải lụa đen của huyền âm thiên nguyên trâm, mang theo hàng loạt tiếng trầm đục, thần văn bóp kéo không gian trong nháy mắt mở ra hai cái đường phòng cùng cực lớn uốn lượn bên dải lụa màu đen, vậy mà không có bị ảnh hưởng chút nào đánh về phía thần đồ Hưng Đức. Bởi vì huyền âm thiên nguyên châm cản trở thời gian ngắn nhất, thần đồ Hưng Đức là phóng ra pháp bảo phòng ngự đại ấn. Đại ấn phóng ra lại lần nữa cảm thấy sát ý rét lạnh đáng sợ tập trung vào lão. Tuyệt thánh kim cốt cung, thần hồ Hưng Đức rốt cuộc không có vực dậy nổi chút gan dạ nào tiếp tục chiến đấu với Diệp Mặc. Lão khẳng định Diệp Mặc không phải hóa đạo thánh đế, mà một hóa đạo thánh đế lão cũng không sợ. Thứ lão sợ là thái sơ thần văn cùng tuyệt thánh kim cốt cung, đồng thời hai pháp khí thượng cổ đáng sợ, ai biết thứ khác còn đối phương chưa dở ra. Uỳnh, hai luồng thái sơ thần văn bị đại ấn của thần đồ Hưng Đức vội phóng ra đỡ được. Chớp mắt dịu một chút, nhưng sở dĩ thái sơ thần văn khiến người ta sợ hãi không phải vì cản được nó, mà sau khi cản trở anh sẽ không biết tuyến đường tiếp theo của thần văn. Bởi thái sơ thần văn tu luyện tới cực hạn vốn là không cần để ý pháp tắc thời không, có đôi khi một luồng thái sơ thần văn thậm chí là vượt qua mấy cái giao diện liên tiếp giết đối thủ. Quả nhiên hai luồng thái sơ thần văn sau khi bị cản trở vậy mà vặn vẹo không gian đổi phương hướng khác bổ về phía thần đồ Hưng Đức, chiếu đầu là uy lực so với lúc trước nhỏ rất nhiều. Thần đồ Hưng Đức ngay cả thi huyền âm thiên nguyên trâm của mình cũng không kịp phóng ra tiếp tục công kích Diệp Mặc, cũng không kịp thu hồi đại ấn, vội vàng là một cái lá chắn quay người phát động độn thuật. Sở dĩ Diệp Mặc đồng thời phóng ra thái sơ thần văn và tuyệt thánh kim cốt cung, đương nhiên muốn thời gian ngắn nhất giết thần đồ Hưng Đức, bằng không đợi pháp bảo của thần đồ Hưng Đức hoàn toàn phóng ra, dù đã hắn giết được thần đồ Hưng Đức cũng cần mất nhiều thời gian, thậm chí bản thân là chút thiệt thòi. Mà ở hạm thần đồ này hắn không bạn bè, bạn của thần đồ Hưng Đức bao nhiêu ai mà biết. Nghe mắt khi thần đồ Hưng Đức xoay người, Diệp Mặc cười lạnh bắn mũi tên thứ nhất, mũi tên thứ hai, mũi tên thứ ba cũng đồng thời bắn ra. Tuyệt thánh kim cốt tiễn của hắn 7 cây, Diệp Mặc tin tưởng giết thần đồ Hưng Đức dưới sự đánh nén của thái sơ thần văn cơ bản không dùng hết 7 mũi. Mũi nhọn vàng kim xoẹt qua, huyền âm thiên nguyên châm không còn khống chế của thần đồ Hưng Đức bị cái mũi nhọn vàng kim này xuyên qua, nháy mắt trở nên mất trật tự chịu không nổi. Thần đồ Hưng Đức toàn thân siết chặt, cảm giác được không gian xung quanh giống như bàn tay to rét lạnh u ám siết chặt cổ lão, khiến lão không cách nào hô hấp. Độn thuật phát động thời gian chớp nhoáng bị phong tỏa hoàn toàn không cách nào tiếp tục. Thần đồ Hưng Đức rõ ràng đây là phong tỏa tuyệt thánh kim cốt tiễn. Lúc này nếu lão tỉnh nguyện cầu xin Diệp Mặc có thể, nhưng mà lão biết cầu xin chỉ là lão chết cạn màu. Đối mặt tuyệt thánh kim cốt tiễn cùng thái sơ thần văn, dù là lão không trốn chỉ là đường chết. Lão không hiểu cái kẻ ngẫu nhiên vào hạm thần đồ này tại sao có thủ đoạn đáng sợ thế vậy. Nếu như được làm lại một lần lát thàn, đem Trần Vân Sa của mình đưa Diệp Mặc cũng không muốn kết thủ. Kèn két, lá chắn của thần đồ Hưng Đức miễn cưỡng phóng ra một chút, chặn được luồng thần văn thứ nhất. Lá chắn chưa di chuyển vị trí, luồng thần văn thứ hai xẹt qua thắt lưng,
một màn máu phun ra, một chân thần đồ hướng đức biến mất không thấy. Tận giờ lão cũng chỉ bị đẻ lén lên mà đánh, bởi vì hai cái luồng thần văn kia thần đồ hướng đức hận đến chết. Nếu không có tuyệt thánh kim cốt tiễn, hai luồng thần văn này dù lợi hại cũng không cách nào cắt một chân của lão. Chỉ cần hai cái luồng thần văn không cách nào tạo tổn thương, bước tiếp theo lão có thể phản kích. Nhưng mà khổ thay là đối phương ngoại trừ thái sơ thần văn còn có thứ đáng sợ khác là tuyệt thánh kim cốt cùng. Trên thế giới này không có nếu như. Trong khi ý niệm trong đầu thần đồ hưng đức mới chấp động, cây cốt tiễn vàng kim xét lạnh u ám thứ nhất đến trước mặt não. Sức này sức sống trong không gian xung quanh thần đồ hưng đức toàn bộ bị hủy diệt không còn một mảng. Trước mặt não chỉ là một cái cây cốt tiễn vàng kim đoạt đường sống người ta. Lúc này thế giới trước mặt lão màu xám cho một màu sắc không có sức sống. Thần đồ hưng đốc gào gầm xú một cái tiếng xé rách hai cánh tay, đồng thời đánh ra tầng tầng gợn sóng bị quyền phòng của lão đánh ra. Những gợn sóng gặp phải cốt tiễn màu vàng lập tức nhộn nhạo ra. Cốt tiễn màu vàng giống như gặp ngăn trở, tốc độ đột nhiên chậm lại. Sức sống xung quanh hình như là tại thời điểm này khôi phục không ít. Két, gợn sóng không gian phá ra, cốt tiễn màu vàng trực tiếp xoẹt qua nắm tay của thần đồ hưng đức, mang theo một cái dòng huyết vụ nhàn nhạt. Một cánh tay của thần đồ hưng đức bắt đầu từ trong nắm đấm nháy mắt bị diệt. Lúc này thần đồ hưng đức hoàn toàn chẳng quan tâm tới nắm đấm của mình bị cốt tiễn hoàng kim tiêu diệt. Lão vừa định phóng ra pháp bảo phòng ngự nữa, bỏ liều lĩnh bỏ tất cả mà chạy càng sớm, vì sát cơ âm trầm thế dùng mình một lần nữa là tập trung vào lão. Nếu như nói vừa rồi lão có thể dùng nắm đấm của mình phá vỡ sát cơ hủy diệt, tìm một chút cơ may sống sót, giờ là lừa cơ hội lão cũng không có. Ba cây cốt tiễn màu vàng đồng thời tới trước mặt lão. Thần đồ hưng đức tuyệt vọng nhìn chằm chằm ba cây cốt tiễn tới trước mặt, hoàn toàn mất ý chí chiến đấu. Lão biết dù lão ra sức cản cốt tiễn cũng không cản được đòn kế tiếp của Diệp Mặc. Bành, huyết sắc vàng khắp nơi, thân thể thần đồ hưng đức bị cốt tiễn làm nổ tung nháy mắt. Lão nghe thấy câu nói cuối cùng, xem ra ta đánh giá cao người rồi. Đáng tiếc là dù là thần đồ hưng đức phẫn nộ cũng không biểu đạt được. Diệp Mặc từ trên không thu lấy nhẫn chứa vật thần đồ hưng đức vào huyền âm thiền nguyên trầm của thần đồ hưng đức. Một đám lửa đốt ra dấu vết chiến đấu hoàn toàn không rõ ràng, lúc này mới là lách người biến mất không dấu vết. Diệp Mặc lòng hiểu rõ, hắn giết thần đồ hưng đức nhìn đơn giản, thực tế là lấy hết thủ đoạn. Cũng may thần đồ hưng đức chỉ là khiến cho hắn bắn 4 mũi tên, nguyên khí tổn thất không nhỏ, nhưng còn chưa đến mức phải lập tức dừng lại khôi phục. Nếu là thần đồ hưng đức tới cùng người khác, Diệp Mặc tuyệt đối không dám dùng thủ đoạn lôi đình giết thần đồ hưng đức thời gian ngắn nhất. Thần đồ hưng đức xác thực đã không phải vì xem thường Diệp Mặc mà bị giết, mà là vì quá cẩn thận mới bị giết. Lão cho rằng Diệp Mặc có người giúp đỡ, hoặc là cho rằng Diệp Mặc dụ lão tới xung quanh có mai phục. Không ngờ Diệp Mặc cơ bản là không có bất luận mai phục âm mưu. Kết quả là sự chú ý của lão chưa hề hoàn toàn đặt trên người Diệp Mặc, bị Diệp Mặc chiếm tiên cơ đẻ lên đánh gần như không có sức đánh trả. Diệp Mặc sau khi rời đi nháy mắt là luốt mấy viên thần đàn khôi phục nguyên khí, thời gian ngắn nhất về hạm thần ổ, đồng thời cúi đầu tiến vào hạm thần ổ dáng vẻ hệt lúc đi. Ồ, người quản lý hạm thần ổ làn da trắng nõn còn mắt nhỏ dài, thậm chí mang theo một cái tia lạnh lẽo, thấy Diệp Mặc đơn độc tiến về, ngạc nhiên hoài nghi kêu. Y cho rằng thần đồ hưng đức ra ngoài người này tất bị giết. Lúc trước y nói tự tìm đến chết là vì Diệp Mặc tự tìm chết, nhưng giờ tiên đế nhỏ nhòi này vậy mà về trước, mà thần đồ hưng đức chưa về, chuyện này là sao? Ngươi chờ một chút, thần đồ hưng đức đầu. Người quản lý gọi Diệp Mặc lại lạnh lùng hỏi một câu. Chương 2130, một mình tiến vào hư không. Người quản lý này gọi Diệp Mặc lại lạnh lùng hỏi. Diệp Mặc mờ mịt nhìn qua người quản lý hồi lâu mới nói, thần đồ hưng đức, ta sao biết, ta có chút xích mích với lão không thèm để ý. Ta biết vừa rồi ngươi ra ngoài làm gì hả? Người quản lý này ngữ khí càng lạnh lẽo u ám. Diệp Mặc lạnh nhạt, ta nghỉ ở đây thanh toán thần tình, chẳng lẽ ngay cả ra ngoài tiểu tiện cũng phải báo cáo với ngươi? Ta là bán mình cho ngươi hay là ai vào đây đều phải là bị các người hạn chế hành động? Người quản lý còn mắt nhỏ dài lập tức bị nghẹn, mà Diệp Mặc không nhanh không chậm tiến vào tiền tức lầu, nháy mắt biến mất trước mặt y. Y không tiếp tục đuổi theo Diệp Mặc vặn hỏi, mà nhanh rời khỏi hạm thần ổ, thời gian ngắn nhất đi tới nơi Diệp Mặc và thần đồ hưng đức chiến đấu. Y thấy lời này đã bị Diệp Mặc đốt cho không còn dấu vết, lập tức hít một ngụm khí lạnh, khẳng định thần đồ hưng đức bị giết. Nhưng cái tên tiền đế tên Diệp Mặc thời gian ngắn như vậy giết một thần đồ hưng đức quả thực là nghe quá kinh người. Trừ khi người tên Diệp Mặc kia không phải tiên đế, không cần trừ khi. Ít khẳng định Diệp Mặc không phải tiên đế, tu vị ít nhất là dục đạo thánh đế trở lên.
khó trách dám một mình tiến về hư thị, ra là che giấu tu vị. Người quản lý này sau khi hiểu rõ điểm ấy cũng không có tiếp tục ở lại đây, quay về chỗ hạm thần ổ. Người ở đây làm gì à? Diệp Hạc nhìn chằm chằm một cái tố đạo thánh đế đứng ở giữa gian phòng của Thanh Như lạnh giọng nói. Hắn nhận ra lúc trước khi Thanh Như và Tiểu Vận đi xuống, tên này chủ động xum xoe. Nhưng mà Thanh Như Tiểu Vận không để ý tới gã. Diệp Hạc nghe được tên này tên là Phùng Anh Vệ, là người của Thương Vũ Thần Cốc. Phùng Anh Vệ hiển nhiên là biết rõ thân đồ Hướng Đức đi theo Diệp Hạc, cơ bản là không nghĩ Diệp Hạc lại có thể về, cho nên gã định đoạt về tay một người trước khi thân đồ Hướng Đức quay lại rồi nói sau. Đã đỡ thân đồ Hướng Đức dù là về cũng không thể bởi vì người phụ nữ mà đắc tội với Thường Vũ Thần Cốc. Nhưng thân đồ Hướng Đức chưa về, người tên Diệp Mặc này rõ ràng về tới. Sao là Diệp Thiên Hữu, ta đây muốn tìm. Phùng Anh Vệ nhất thời nghẹn lại, tìm không ra lý do thích hợp. Cút! Diệp Mặc giơ chân một phát, Phùng Anh Vệ bị Diệp Mặc trực tiếp đá vào ngực, bay lên không, phun một ngụm máu tươi. Chờ đến lúc gã rơi trên đất, vậy mà không dám trách hỏi Diệp Mặc, quay người vội đi. Gã không phải đồ ngốc, thân đồ Hướng Đức đi theo Diệp Mặc cũng đi ra. Giờ thân đồ Hưng Đức chưa về, Diệp Mặc trở về, chuyện này đơn giản mới là lạ. Chuyện thân đồ Hưng Đức mất tích chẳng bao nhiêu người chú ý. Dù sao mọi người ở đây đa số là chờ thuyền tiến về hư thị. Bất kể Diệp Mặc mất tích hay là thân đồ Hưng Đức mất tích chẳng phải chuyện lớn nào, tối đa truyền bá một phạm vi nhỏ. Mà Diệp Mặc lúc này sửa sang đồ đạc của mình ở thế giới trang vàng. Trong nhẫn thân đồ Hưng Đức hắn cũng là lấy được mấy ngàn thần tinh thượng phẩm. Nhưng mà thần tinh linh mạch chỉ có một cái dòng trung phẩm kén giả tít tắp môn chủ sâu có của đô đỉnh thần môn. Giờ thần tinh Diệp Mặc ngoại chưa đưa cho Ngô Tú và bảo Ngô Tú mang cho Lạc Ảnh, cộng lại cũng gần 500 triệu. Trong nhẫn của thân đồ Hưng Đức, thần linh thảo và vật liệu kia, tuy khiến Diệp Mặc mừng sỡ, khiến cho Diệp Mặc cảm thấy mừng nhất vẫn là chân vân xa kích cỡ tương đương quả bóng rổ. Đã lấy được chân vân xa và mà ngọc kỳ vũ, Diệp Mặc chuẩn bị thăng cấp thời không thoa. Hỏa linh, tiểu thanh, không cách nào lùng chảy thí đạo đoạn thương, luyện chế thần khí thượng phẩm. Lùng chảy tiên tài cấp 12 hiển nhiên không có vấn đề. Vì tăng cường phòng ngự trong hư không, Diệp Mặc gần như là muốn thời không tòa hoàn toàn đổi sáng. Chẳng những gian phòng bị đổi, ngay cả trận pháp hết thảy đều là tăng cường trực tiếp đổi. Một năm sau, Diệp Mặc nhìn thời không ta hoàn toàn đổi sáng trước mặt. Cuối cùng thở vào nhẹ nhõm, hai món tiên tài cực phẩm bị hắn ném vào. Thêm vào, thời không tòa được hắn luyện chế thành một món thần khí thượng phẩm. Hơn nữa còn là thần khí thượng phẩm phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ, có thể biến thời không thoa thần khí thượng phẩm. Ngoại trừ trình độ luyện khí cực mạnh của Diệp Mặc, cũng quan hệ cực lớn đến trình độ trận pháp. Sau khi trận pháp phong ấn từ đường tiên giới đến thánh đạo tản giới lần nữa phong ấn lại, trình độ trận pháp của Diệp Mặc tăng vù vù, mà luyện khí trận pháp phải là kết hợp với nhau. Chính vì vậy Diệp Mặc mới có thể luyện chế thời không thoa thành tinh phẩm trong thần khí thượng phẩm. Diệp Mặc biết rõ sau khi vé tàu tiến về hư thị hắn đừng mong có. Hiện tại pháp bảo phi hành của hắn thăng cấp hoàn tất, có thể tiến về hư thị. Diệp Mặc từ thế giới trang vàng ra, phát hiện Thanh Như và Mục Tiểu Vận đều ở trong phòng. Tướng công, anh xuất quan. Mục Tiểu Vận thấy Diệp Mặc xuất quan lập tức vui mừng đứng lên. Thanh Như hỏi tới một số vấn đề trong tu luyện, Mục Tiểu Vận dứt khoát không có tu luyện, giải đáp giúp Thanh Như. Sau hai khi hai người nói tới chuyện Diệp Mặc, nghe Mục Tiểu Vận nói chuyện Diệp Mặc là từ địa cầu đến tiểu thế giới, Thanh Như là càng nghe càng thú vị. Diệp Mặc lại gật đầu nói: đúng vậy Thanh Như, cô kêu Phục Phi ra đi, giờ chúng ta đi. Nghe nói sắp sửa rời khỏi hạm thân ổ, tiến vào hư không, tiến về hư thị, bất kể Thanh Như hay là Mục Tiểu Vận có chút khẩn trương. Dù sao người tu vị cao hơn bọn họ rất nhiều, không giống họ dám khống chế pháp bảo phi hành tiến về hư thị. Phục Phi rất nhanh ra, nhưng y không có khẩn trương, thậm chí là có chút nóng lòng muốn thử. Cái gì, giờ mọi người muốn đi hư thị? Tên ấy giúp Diệp Mặc trả phòng có chút không dám tin nhìn bốn người Diệp Mặc. Dù là hóa đạo đỉnh cao cũng không dám như vậy tiến về hư thị, mà bốn người Diệp Mặc giờ muốn một mình tiến về hư thị. Đúng vậy, không có vé tàu, chúng tôi chỉ có thể tự đi. Diệp Mặc nói bản thân lại không có bao lo lắng. Muốn nói hư không, hắn là dạo chơi một thời gian rất dài ở hư không, đối với hư không sớm có kinh nghiệm. Hơn nữa nếu như vô tình gặp lúc vạn phần cẩm cấp, cùng lắm là tiến giới trang vàng. Mà thôi, chủ yếu nhất hắn có bàn phương vị tiến về hư thị. Bốn người đơn độc tiến về hư thị, còn có một đại la tiên. Họ có thể biết hư thị ở phương hướng nào không? Nếu như không biết phương hướng, dù là phi hành vạn năm coi như cũng không có cách nào tới hư thị. Bốn người Diệp Mặc một mình tiến về hư thị lập tức đưa tới chấn động xôn xao tại hạm thân ổ. Một mình tiến về hư thị là chuyện rất ít đạo nguyên thánh đế dám làm, mà giờ là đạo nguyên thánh đế cũng không dám một mình tiến về hư thị. Lúc này có bốn người không biết trời cao đất rộng muốn từ hạm thân ổ tiến về hư không tới hư thị
Trong lúc nhất thời gần như tất cả tiên nhân chờ thuyền đều là xem náo nhiệt, trong đó thậm chí có đạo Huyền Thánh Đế. 7 chuyến thuyền tiếp theo cũng cần hơn 1 năm thời gian nữa đi qua. Lúc này không ai tiếp tục bế quan. Khi Diệp Mạc phóng thần khí thượng phẩm thời không thoa, một vài thánh đế nội tâm thầm than. 4 tiên nhân là phi thường giàu có, ngay cả thần khí phi hành thượng phẩm cũng khó có, khó trách muốn mạo hiểm. Đợi một chút, một gã hóa đạo thánh đế cản Diệp Mạc phóng thời không thoa. Diệp Mạc ý bảo ba người Thành Như, Mục Tiểu Vận phục phi lên thời không thoa trước, chắp tay: chúng tôi sắp sửa đi vào hư không, các vị tiên nữ này có gì chỉ giáo? Hóa đạo thánh đế này không chắp tay chỉ vào hư không trước thời không thoa. Cái cửa vào hư không này không phải là tư nhân, nếu muốn qua lên lại cần bỏ ra lượng lớn thần tinh. Nhưng ta nhắc nhở ngươi một câu, cho dù ngươi tiến vào hư không được cũng không cách nào sinh tồn. Nếu ngươi tin tưởng lời biệt phong ta nói, ta sẵn sàng giúp các ngươi tìm 4 vé tàu, thuyền cũng không hơn 1 năm sau sẽ qua. Lời biệt phong nói toạt như suy nghĩ mấy người Diệp Mặc, nhưng trong mắt gã Diệp Mặc nhìn ra gã nhắm vào thời không thoa, đoán chừng lòng gã đang nghĩ tới một món thời không thoa thượng phẩm cùng hắn lưu lạc trong hư không, cũng không bằng cho gã dùng. Ta không đưa thần tinh cho người, ngươi làm khó dễ được ta sao? Diệp Mặc khinh thường nhìn biệt phong nói. Hắn nhìn biệt phong này cơ bản không phải là người của Hạm Thất Đổ, thuần túy là muốn lừa gạt mình. Sau khi nghe Diệp Mặc nói vậy, biệt phong quả biến sắc. Không ngờ Diệp Mặc nhìn ra gã cáo mượn oai hùm. Nếu vậy Diệp Mặc ở lại gã tuyệt đối là có biện pháp đoạt thần khí thượng phẩm. Nhưng một khi người tên đến này vậy không nịnh gã, khiến gã phẫn nộ không thể làm gì. Dù sao đây này là Hạm Thất Đổ, gã không thể động thủ. Người có mắt nhỏ dài đứng đằng sau chính là gã quản lý, khóe miệng cười lạnh. Lúc này gã biết sự đáng sợ của Diệp Mặc. Nếu như biệt phong thực sự giữ Diệp Mặc lại, gã là bản thân muốn chết. Diệp Mặc dạy dỗ biệt phong sau một trầu, trực tiếp khống chế thời không tòa, từ cửa vào Hạm Thân Ổ nhảy vào hư không. Thời gian ngắn nhất thời không tòa biến mất trong thần thức mọi người không thấy. Chỉ là 4 con sâu kiến dám tiến về hư không hư thị, quả là muốn chết. Biệt phong không lừa gạt được Diệp Mặc, nhìn chăm chăm thời không tòa biến mất, hừ lạnh một câu, không dám ngang nhiên cướp đoạt. Không đúng rồi, Diệp Mặc nhìn na bàn chỉ phương hướng của hắn, khảm nạm về phía trước thời không tòa, cau mày. Cái gì không đúng? Bên cạnh Mục Tiểu Vận lại vội hỏi một câu. Diệp Mặc chỉ vào la bàn chỉ phương hướng nói, cái la bàn chỉ phương hướng này bên trên căn bản không có phương vị, chúng ta sao đi hư thị? Hư không bên ngoài thánh đạo giới vô tận, vô biển vô tận, không có phương vị, không có mục tiêu. Trong hư không mà không có mục tiêu phi hành là một việc không có ý nghĩa chút nào cả. Vậy làm sao bây giờ? Thanh Nhân hiển nhiên là cũng biết hư không nguy hiểm. Hư không ở tiên giới rốt cuộc tốt một chút. Dù sao tiên giới có 33 thiên vực tách ra, dù là không có phương vị, chỉ cần tốn thời gian cuối cùng là tìm được thiên vực trong đó. Mà hư không trong thánh đạo giới không giống vậy, một khi xa vào rồi nó không chừng vài vạn năm cũng tìm không thấy đại lục chân chính. Chương 2131, Dục Đạo Mênh Mông. Điều đó không có khả năng chứ? Diệp Mặc nhìn chăm chăm phương vị của la bàn, không ngừng quan sát. Nếu như la bàn chỉ hướng hư thị, không thể vạch ra phương vị rõ ràng, la bàn phương vị lại có lợi ích gì? Dù là cách hư thị xa cũng phải có manh mối đơn giản. Ta hiểu rồi. Diệp Mặc chỉ vào la bàn hư không chỉ phương hướng, đột nhiên xuất hiện một cái vạch trắng nhạt gần như không thấy. Ở đây cách hư thị quá xa rồi, la bàn chỉ phương hướng không cách nào vạch ra vị trí cụ thể của hư thị. Nhưng nếu vạch ra được phương hướng đại khái, chúng ta cứ dọc theo màu vạch trắng nạt đi. Chờ sau khi tới ranh giới hư thị, bên trên la bàn chỉ phương hướng hẳn là vị trí hư thị. Thời không thoa của Diệp Mặc dọc theo vạch trắng nhàn nhạt đi tiếp một tháng. Sau đó quả nhiên vạch trắng hình như rõ ràng một chút. Tuy không nhìn kỹ vẫn là không thấy rõ, nhưng mà một chút biến hóa kia vẫn bị Diệp Mặc nắm bắt. Tiến về hư thị, đường xa xa xôi dài dằng dặc. Đồng nhất lúc trước đi hư thị là theo Trần Đại Nhật Tấn Sơn cùng đi, một chuyến dùng 50 năm thời gian. Căn cứ Đồng Yến nói, pháp bảo phi hành lúc trước Đại Nhật Tấn Sơn là thần khí thượng phẩm.
Diệp Bạc đoán chỉ thần khí thượng phẩm quán không thuộc kém Đại Nhật Thần Sơn, dù đã pháp bảo phi hành Đại Nhật Thần Sơn ở truyền thần khí thượng phẩm, đoán chừng cũng không nhanh hơn bao nhiêu so với pháp bảo phi hành của hắn. Phục phi dưới sự chỉ điểm của Diệp Mặc đã là tiền đế hậu kỳ, dù là tăng cấp tiền đế viên mãn cũng chỉ là vấn đề thời gian, mà hai người Thanh Như và Tiểu Vận hơi thấp. Mục Tiểu Vận là tiên tôn sơ kỳ, Thanh Như kém hơn nhiều. Đến cuối cùng Diệp Mặc dứt khoát lấy trận bàn thời gian cho Thanh Như và Tiểu Vận thay phiên tu luyện. Phục phi tới tiền đế hậu kỳ thăng cấp đến cận lĩnh ngộ và tích lũy tài nguyên, trận bài thời gian với y là tác dụng thấp. Mà Thanh Như không như vậy, bản thân tư chất không kém Mục Tiểu Vận, dưới trận bàn thời gian ngắn ngủi nửa năm, tại thế giới trang vàng độ kiếp thăng tiên vương. Thời không thoa là thần khí thượng phẩm, bởi Diệp Mặc không tu luyện một mình khống chế thời không thoa, tốc độ càng lúc càng nhanh. Hư không thánh đạo giới quá nhiều nhân tố nguy hiểm, bất kể dòng chảy vẫn tạch vết nứt hư không một khi đụng vào không chết cũng mất một lớp da. Dòng chảy vẫn tạch và gió bão thiên nhiên ở đây không thể so với hư không thiên giới, bị cuốn vào rồi dù là thần khí phi hành cũng thượng phẩm cũng bị nát bấy. Cũng may kinh nghiệm trong hư không của Diệp Mặc là vô cùng phong phú, lúc mới đầu hắn còn có chút cẩn thận, đến lúc sau tốc độ càng lúc càng nhanh, thời không toa giống như là mọc thêm mắt sau. Sau khi gặp dòng chảy vẫn tạch gió bão sớm là tránh thật xa. Mà Diệp Mặc đứng ở trước thời không toa cảm ngộ được không gian hư không sứt mẹ tan tạ kia so với tiên giới càng là mênh mông hơn, một loại sung sướng khó nói lên lời cảm ngộ quanh quẩn trong ý niệm. Thế giới trang vàng của hắn được nâng cao cùng tu bị quán, khi thu nhỏ lại càng ngày càng nhỏ, giờ là một hạt bụi, thậm chí đến lúc sau thậm chí hạt bụi cũng khó khả năng biến mất. Mà bên trong thế giới trang vàng là theo tu bị hắn càng ngày càng cao thì không gian càng lớn, đến cuối cùng hoặc là giống như là hư không vô cùng mênh mông hoặc là vô tận vô bờ bến. Thế giới trang vàng không vì nhỏ mà nhỏ, cũng không vì lớn mà lớn, giống như là hư không vô cùng mênh mông rộng rãi không thấy biên giới hạn. Bạn không biết vũ trụ này là lớn nhỏ. Diệp Mặc bỗng là có chỗ ngộ ra, ánh mắt của hắn vũ trụ này có lẽ là đẳng đẳng khôn cùng. Một ngày nào đó khi tu vị hắn đạt đến cảnh giới nhất định, vũ trụ hư không mênh mông này trong mắt hắn có phải như giống thế giới trang vàng của hắn chỉ là một cái hạt bụi. Nếu như sau khi cái vũ trụ mênh mông này trong mắt hắn chỉ là hạt bụi, vậy thì bề ngoài hạt bụi là thế giới thế nào? Sau một khắc, Diệp Mặc đang ngồi xuống hoàn toàn không có quan tâm ngoại vật, tinh thần và ý hòa là một thể cùng vũ trụ mênh mông, giống như là muốn xem cái vô biên vô tận mênh mông này dung nhập đại đạo, cảm ngộ mênh mông vô biên, các loại mênh mông dung nhập vào đại vận của mình. Đây là năm thứ 9 thời không toa phi hành trong phạm vi không gian. Thời gian 9 năm Diệp Mặc vẫn đứng trước thời không toa cảm ngộ vũ trụ hư không vừa khống chế thời không toa. Mà bây giờ hắn đột nhiên lầm vào trong cảm ngộ, thời không toa không còn bị ràng buộc bởi phương hướng, nhanh chạy khỏi phương hướng ban đầu tiến về ngã rẽ khác. Thanh Như lúc này là thăng cấp tiền tôn, đồng thời là giao trận bản cho Mục Tiểu Vận đột phá tiên đế. Bản thân cô là chuẩn bị đi lên thời không toa xem hư không thánh đạo giới. Đúng lại cô thấy Diệp Mặc bắt đầu cảm ngộ thời không toa mất khống chế. Thanh Như hoảng hốt màu chóng ra khỏi thế giới trang vàng nhận lấy khống chế thời không toa. Nội tâm cô là tự thấy may mắn, may là Diệp đại ca mở quyển hạn ra vào thế giới trang vàng. Nếu không, một khi thời không toa vào dòng chảy vẫn tạch coi như là xong đời. Chưa được lúc này phương hướng bên trên là bàn chỉ và hướng kia đang dần dần rõ ràng, hình như lại bắt đầu mơ hồ, hiển nhiên là trách khỏi hướng rất xa. Thanh Như đang khống chế thời không toa, muốn kéo thời không toa trở về phương hướng ban đầu. Hư không của thánh đạo giới quá mênh mông rộng lớn, dù là trách hướng một chút muốn trở về vị trí cũ không phải là chuyện đơn giản. Cũng may trên là bàn chỉ hướng phía trước thời không toa có một cái chỉ thị. Thời không toa tuy chênh lệch phương hướng, Thanh Như còn có thể biết đi hướng nào. Chứ có điều là tốc độ Thanh Như khống chế thời không toa so với Diệp mà khống chế chậm hơn đâu chỉ mấy chục lần. 3 tháng nháy mắt qua, hôm nay Thanh Như là đang khống chế thời không toa. Một cái bóng sáng lớn mờ nhạt hiện trong thần thức cô. Đây tuyệt không phải thiên thạch, cũng không phải là mảnh thiên thạch vỡ thông thường. Thần thức Thanh Như tiếp xúc đến một cái mảng bóng bóng mờ nhạt, lập tức biết đây là một mảnh vỡ sót lại của tinh vực, cũng chính là tiểu thiên vực hoặc là hư không thiên vực người ta nói. Thanh Như đi theo Ngô Tú nhiều năm, kiến thức đương nhiên không ít. Tiểu thiên vực rất nhiều có thể xuất hiện tại tiền linh vật hoặc thiên tài địa bảo đẳng cấp cao. Gặp phải thứ tốt này cô lập tức sừng. Thời không thoa, Thanh Như vốn muốn gọi Tiểu Băng Sâm ra xem. Tiểu Băng Sâm đối với tiểu thiên vực tương đối mẫn cảm, bản thân nó là tới từ tiểu thiên vực. Vừa lúc đó khí thế trên người Diệp Mặc bỗng
không ngừng tăng lên, một loại khí tức mênh mông vô tận vô biên trên người Diệp Mặc khuếch trường triển khai ra, khí tức đạo vận vô cùng chậm rãi vây quanh hắn. Giờ khắc này, mắt Thanh Như Diệp Mặc giống như vũ trụ, toàn bộ vũ trụ hư không. Thanh Như theo bản lăng lùi sau mấy bước mới lẩm bẩm: đây là khí tức đại đạo sao? Tại sao ta cảm giác Diệp đại ca chính là tất cả trong vũ trụ? Thanh Như không phải là người không có kiến thức, lúc Ngô Tú sư phụ của cổ tố đạo cô là từng ở xa quan sát, cũng là một loại khí tức đạo vận vây quanh. Nhưng so với khí tức đạo vận vô cùng mênh mông của Diệp Mặc, sư phụ cô giống như là giọt nước, Diệp Mặc giống như biển cả. Diệp Mặc đột nhiên là bắt đầu thét dài, khí tức đạo vận vô cùng vô tận quanh thân hắn càng ngày càng đậm. Theo tiếng thét của hắn trong hư không không cách nào cản trở, khí tức đạo vận phối hợp với tiếng thét của hắn dường như đem tất cả hư không vũ trụ hợp lại, khiến cho khí tức của hắn không ngừng tăng lên. Khi mà loại khí tức lại tăng đến đỉnh cao, tiếng gào thét của Diệp Mặc bỗng dừng lại, mở mắt nhìn Thanh Như cười cười. Đây chính là dục đạo, cảm giác mạnh mẽ khiến cho Diệp Mặc có chút không dám tin. Lúc này hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao không có cơ duyên. Có những người cả đời chỉ là dừng ở tố đạo, mà có những người ngắn ngủi mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm là thăng cấp dục đạo. Bản thân hắn là vậy, trong thế giới trang vàng nhiều năm không chạm tới bóng dáng dục đạo. Ở cái loại giới vực hư không, thời gian mấy năm qua hắn đã cảm ngộ được khí tức vũ trụ mênh mông, thành công thăng cấp dục đạo. Thanh Như ngơ ngác nhìn Diệp Mặc, cảm giác Diệp Mặc tựa hồ thay đổi, lại tựa hồ không thay đổi chút nào cả, người thậm chí càng mượt mà một chút. Đây là ảo giác sao? Cô rất nhanh kịp phản ứng tới trước Diệp Mặc nói: Diệp huynh, chúc mừng huynh đệ thăng cấp thành công. Diệp Mặc mừng rỡ vô cùng, lần thu hoạch thăng cấp dục đạo của hắn không phải là thu bị dục đạo mạnh mẽ, hắn còn gặt hái nhiều thứ. Chỉ có điều thứ này trong lúc nhất thời chưa cách nào nói thành lời, hắn thậm chí là cảm ngộ được một loại thần thông. Loại thần thông này quan hệ tới hư không mênh mông, chỉ có điều là thời gian ngắn không thể hình thành. Cảm ơn cô dừng lại ở đây, có phải nhìn thấy một cái tiểu thiên vực không? Diệp Mặc cười hỏi. Thanh Như lúc này nói đến chuyện ngừng lại mau nói: đúng vậy Diệp đại ca, huynh xem kia là một cái tiểu thiên vực, chưa để là bị tối tăm mờ mịt bao vây lấy, tôi vốn định gọi Tiểu Băng Sơn và Vô Ảnh qua xem, không nghĩ Diệp đại ca tỉnh lại. Vận mệnh quả là không tệ, đó là một tiểu thiên vực. Diệp Mặc thấy một tiểu thiên vực bề ngoài sương mù xám xịt bao vây, đây khả năng là một cái một vào tầng mây, cũng không phải tầng mây vây quanh bên ngoài tiểu thiên vực nào đều có độc, sương mù xám bao vây bên ngoài tiểu thiên vực. Diệp Mặc đã dùng thần thức quan sát xác nhận tầng mây không có độc. Giờ chúng ta đi vào sao, có cần gọi Tiểu Băng Sâm ra không? Thanh Như vội vã hỏi. Diệp Mặc gật đầu. Vào thì đương nhiên phải vào, đợi vào rồi gọi bọn nó ra. Ta còn chưa chúc mừng cô, giờ là thăng cấp tiền tồn. Tư chất cô giống như tiểu vận đều là đỉnh cao tư chất. So với Diệp đại ca, chút thành tựu của tôi thật không đáng gì. Thanh Như lòng rung động, không phải là vì thành tích tu luyện của cô, mà bởi vì trận bàn thời gian của Diệp Mặc, và đó quá nghịch thiên. Bởi vì có trận bàn thời gian, cô là triệt để hiểu vì sao Diệp Mặc luyện nhanh thế vậy. Diệp Mặc gật đầu đột nhiên hỏi: Thanh Như, ta có một vấn đề muốn hỏi cô một chút. Sư phụ cô kiến thức rộng rãi, có lẽ cô biết nguyên nhân. Thanh Như nghi hoặc nhìn Diệp Mặc. Trong suy nghĩ của cô, Diệp đại ca tu vị so với sư phụ cao hơn, sao có cách gì không hiểu? Hắn nói vấn đề muốn hỏi mình, rốt cuộc vấn đề gì đây? Chương 2132, chỉ thiếu một bước nữa thôi. Diệp đại ca xin cứ hỏi, Thanh Như biết sẽ nói hết. Thanh Như lập tức đáp. Diệp Mặc gật đầu hỏi: ta còn là một người luyện thể hơn nữa, đẳng cấp luyện thể đến tiền thần thể viên mãn. Cái gì? Diệp đại ca huynh luyện thể đã là tiền thần thể viên mãn? Thanh Như kinh ngạc hỏi. Diệp Mặc là người luyện thể thì không xa lạ, nhưng mà ly kỳ Diệp Mặc vậy mà luyện thể đến tiên thần thể viên mãn, đây quả thực là lợi hại. Phải biết rằng tiên thần thể viên mãn thiếu một chút nữa sắp thăng cấp thánh thể. Thanh Như không biết thánh đạo tản giới có thánh thể hay không, nhưng tiên giới dù là truyền thuyết vô số năm hình như chỉ có một người luyện đến thánh thể. Chuyện này là chưa xác định, dù là tiên thần thể viên mãn tiên giới trước nay chẳng có mấy người. Như vậy ta xác thực là tiên thần thể viên mãn, nhưng bất kể luyện thế nào cũng là
cách thánh thể một bước. Lúc trước ta cho rằng tu vị ta quá thấp, không thể chịu áp chế của thánh thể. Giờ ta là dục đạo thành công, vẫn là không thể nào chạm đến thánh thể. Diệp Bằng lúc trước đúng là cho rằng tu vị mình kém một chút, hiện tại sau khi dục đạo xong gã hoàn toàn hiền, còn chưa đạt tới thánh thể khả năng không liên quan tới tu vị. Sở dĩ hắn không thăng cấp được luyện thể tới thánh thể, rất có thể là lúc niết bàn không có hoàn toàn sử dụng hết cái cây hỗn độn thành địch kia, phân ra một gốc cắt cho chân bằng dù gây nên. Nhưng mà Diệp Bằng không chắc chắn lắm, muốn hỏi Thanh Như một chút, nếu thực sự là vì hỗn độn thành địch gây ra, vậy hắn cần mua một cái cây hỗn độn thanh địch nữa từ hư thị. Hỗn độn thanh địch xác thực là quý giá vô cùng, hư thị gần với các tộc hẳn phải có thứ tốt này. Thanh nhìn ngay Diệp Mặc nói xong sớm hiểu ra Diệp Mặc đã là dục đạo thánh đế. Cô không luyện thể nhưng mà chuyện cô hiểu được hiển nhiên không ít. Sau khi Diệp Mặc nói xong, cô lập tức nói: Diệp đại ca, thăng cấp thánh thể không hề giống như bình thường, chẳng những cần tư chất nghịch thiên còn cần công pháp nghịch thiên, thậm chí lúc luyện thể niết bàn cũng không được có chút chỗ thiếu hụt nào. Những cái này thiếu một chút cũng không được, chỉ cần một điểm trong đó thiếu hụt, tương lai không thể thăng cấp thánh thể. Tiên giới qua nhiều năm tương truyền cũng chỉ có một toàn năng thăng cấp thánh thể. Diệp Mặc sau khi nghe xong có chút hiểu ra, thở dài: Ta biết xảy ra chỗ nào rồi, công pháp của ta không có vấn đề. Hẳn là lúc ta liết bàn hỗn độn thành địch kia ta dùng không hết cả bụi. Nếu nói công pháp, Diệp Bạc tin tưởng rằng công pháp tam sinh luyện thể của hắn người thường không thể so sánh, chỗ thiếu hụt duy nhất hẳn là hỗn độn thành địch của hắn dùng để luyện chế đã bị luyện thể bị trần bằng dù lấy một canh nhỏ. Thanh Nhi hiểu ra lập tức nói: Diệp đại ca, lúc huynh niết bàn không nên đem hỗn độn thành địch tách ra cho người khác. Hỗn độn thanh địch là thánh vật niết bản tốt nhất, một khi tách ra rồi không có cơ hội thăng cấp thánh thể. Diệp Mặc mỉm cười: Hỗn độn thanh địch đúng là thứ cốt cực kỳ hiếm thấy. Nếu nói hư không thị lấy được thứ này nhất định là không tin tưởng. Lần này đi hư thị ta sẽ lấy về cả bụi hỗn độn thanh địch bù đắp xuất hiện chỗ trước. Thanh Như lắc đầu: Không phải, luyện thế niết bàn sở dĩ quan trọng cơ bản không thể thay thế, dù là huynh tìm được 100 cây hỗn độn thanh địch cũng không thể làm lên chuyện gì. Diệp Bạc ngây ngốc một chút, chẳng lẽ hắn chỉ phân ra cho Trần Bằng Du một chút mà khiến cho hắn không thể thăng cấp thánh thể. Chợt nhớ đến lúc Trần Bằng Du nói, nếu như người muốn luyện thể thăng cấp đến tầng cao hơn, vậy tốt nhất là dùng cả cây hỗn độn thanh địch để niết bàn. Xem ra Trần Bằng Du sớm biết niết bàn cần cả bụi hỗn độn thanh địch, chẳng qua lúc đó cô không nói với mình. Mình là một người không sơ phụ, không biết những chuyện này cũng là thường. Diệp Bạc cũng không trách cứ Trần Bằng Du, lúc ấy hắn nói hắn và Trần Bằng Du chỉ là quan hệ đôi bên lợi dụng lẫn nhau, Trần Bằng Du cũng chỉ lấy một cảnh nhỏ tương đương mà nói. Lúc ấy cô ấy coi như là suy tính cho chính mình, hai người không quen biết lập đội, cô ấy làm được vậy cũng là không dễ dàng. Nếu hiện tại hắn và Trần Bằng Du gặp phải lựa chọn như vậy, Trần Bằng Du muốn lấy một cành nhỏ không? Diệp Mặc rất nhanh có đáp án, Trần Bằng Du tuyệt sẽ không lấy. Thấy Diệp Mặc trầm mặc không nói, Thanh Như bỗng nói: Diệp đại ca, nếu mà có một phần khác của hỗn độn thanh địch để huynh niết bàn bị một người đàn ông khác dùng hết thì hết cách rồi. Nếu là một cô gái dùng hết thì còn cơ hội. Thanh Như nói đến đây bỗng ngừng lại một tia. Cơ hội kia là song tu. Nhưng lỡ Diệp Mặc cơ bản không quen biết cô gái kia, hoặc cô gái kia là em gái Diệp Mặc, hoặc cô gái kia mất nguyên âm, kể là một điểm nào cũng có nghĩa Diệp Mặc không có cơ hội. Cô và Tiểu Vận nói chuyện phiếm biết rõ Diệp Mặc có hai người em gái, một là Bắc Phi, một là Diệp Lăng. Cho dù là những người bên cạnh không phải, nếu cô gái kia không muốn song tu với Diệp Mặc cũng uổng công. Cơ hội gì? Diệp Mặc vừa hỏi, tương lai dù là muốn chứng được hỗn nguyên đại đạo vô thượng, muốn đứng ở chỗ cao hơn luyện thể đến thánh thể nhất định là phải, hơn nữa còn rất quan trọng. Thanh Nhi nghe Diệp Mặc nói xong biết phần nhỏ hỗn độn thanh địch của Diệp Mặc là một cô gái dùng hết, thoáng do dự. Nếu cô gái kia bằng lòng cùng Diệp đại ca song tu, hơn nữa tình nguyện phối hợp với Diệp đại ca, hoặc là Thanh Nhi dù sao cũng là cô gái chưa từng trải sự đời, chuyện song tu này cô nói khó khăn chỉ là phối hợp ra là vậy. Diệp Mặc giật mình nhớ đến sự kiện tại Tiên Thành, Thanh Mạt với Trần Bằng Du, lối Trần Bằng Du chủ động đem thân thể nàng cho hắn,
còn nói một câu là đem nghiền âm của mình và một vật khác trả lại mình. Sở rốt cuộc Diệp Mặc hiểu một vật khác là gì rồi, chính là hỗn độn thanh địch gây ra. Chuyện mình không thể thăng cấp thánh thể. Thấy Thanh Như có chút không hiểu nhìn mình, Diệp Mặc cười. Cảm ơn Thanh Như, ta đã hiểu. Giờ chúng ta đi tiểu thiên vực nhìn xem lúc đấy có thực nhiều thứ tốt hay không. Thời không toa chậm rãi xông vào trong sương mù xám, một cái loại sức đẩy mạnh mẽ đến cực độ đẩy tốc độ của thời không toa chớp là chậm lại. Trong tầng mây xám kia vô cùng vô tận, thời không toa đi được một nén nhang, chẳng những càng ngày càng chậm, đến cuối cùng là không mảy may tiếp tục tiến được. Thành Như, cô bảo thế giới trang vàng đi. Sẽ mà biết rõ là thời không toa tuyệt không có cách nào vượt tầng mây tiến vào tiểu thiên vực. Thanh Như hiểu rõ tình thế trước mắt, vội bảo thế giới trang vàng. Diệp Mặc đợi Thanh Như tiến vào thế giới trang vàng, trực tiếp thu hồi thời không toa, phóng ra tử đao. Diệp Mặc đứng bên tử đao, tốc độ đột nhiên nhanh hơn. Lực đẩy của tầng mây xám tuy mạnh mẽ, muốn đẩy Diệp Mặc một chục đạo thanh lý ra hiển nhiên là vẫn chưa được. Tử đao mang theo một cái tia sáng tím, trực tiếp phá vỡ tầng mây trước mặt, lao về phía tiểu thiên vực. Lại sau một nén nhang nữa, loại lực đẩy kia đột nhiên biến mất không thấy gì, ngược lại hình thành một cái loại lực hút mạnh mẽ. Loại lực hút này đối với Diệp Mặc mà nói vẫn là không có lửa phần ảnh hưởng. Nửa nén nhang sau, Diệp Mặc cũng đã rơi vào bên ngoài tầng mây, ở trên một mảnh không gian càng thêm rộng lớn. Đây hiển nhiên không phải là trong hư không, không ra nơi này có thể có người thường sinh tồn. Trong thần thức Diệp Mặc có xuất hiện một cái thảm thực vật màu xanh biếc ra sao. Diệp Mặc rơi vào trên một cái mảng cỏ, mấy cây cỏ, mấy con thỏ hoàng nhìn Diệp Mặc tới mà không thèm né tránh, ngược lại nhìn chăm chăm Diệp Mặc cẩn thận ngó. Cũng khó trách mấy con thỏ rừng này không sợ hãi. Sau khi Diệp Mặc dục đạo khí tức trên thần thu lại, mượt mà đến mức không có khí thế tràn ra ngoài. Thần thức Diệp Mặc khuếch tán rất nhanh, bao trùm cả tiểu thiên vực. Nơi đây với Diệp Mặc mà nói không lớn, diện tích nhiều nhất chỉ tương đương một nửa địa cầu. Khiến cho Diệp Mặc thất vọng, ở đây chẳng những không có tiên linh thảo cao cấp, dù là tiên linh thảo đẳng cấp thấp cũng không cao, hoặc là tiên linh thảo cấp thấp bình thường, chứ nói chi là thần linh thảo một vài cái thần linh vật, đạo quả gì đó, yêu thú thì là càng không có, chỉ là dã thú đơn giản một số loại chim. Thanh Như, Vô Ảnh, Tiểu Băng Sâm đi ra, Mục Tiêu Văn vào Phục Phi cùng Cửu Nhưỡng còn ở quá trình bế quan tu luyện. Lão đại ở đây hình như là tiểu thiên vực rất thông thường, Phu Ảnh thấy trong này không có bao thứ tốt. Tiểu Băng Sâm lại lắc đầu, chưa chắc đầu, rất nhiều tiểu thiên vực thoạt nhìn không phải có vật tốt, nhưng hoặc là thứ nghịch thiên trần chính bị che giấu, cho dù là thần thức ta cũng chưa chắc có trong lúc vội vã. Diệp Mặc giật mình, hắn đối với Tiểu Băng Sâm tương đối tin tưởng. Đối với thiên địa linh vật, Tiểu Băng Sâm có mẫn cảm trời sinh. Nếu Tiểu Băng Sâm nói vậy cho thấy nó có đạo lý riêng. Thế lão đại nhìn mình, Tiểu Băng Sâm càng đắc ý. Đây lại là tiểu thiên vực bên ngoài thánh đạo giới, hơn nữa khí tức ở đây không phải đậm lắm, lại cũng đều là khí tức thần linh khí cùng loại như thánh đạo giới. Tiểu Băng Sâm nói tới đây, Diệp Mặc tỉnh ngộ quen với khí tức thần linh khí. Không ngờ tuy ở đây đều là linh vật thông thường, một vài tiên linh thảo đơn giản, lại nghĩ không tới lời khí tức này không giống với những cái chỗ khí tức bình thường trên địa cầu. Tiểu Băng Sâm nói tiếp, bình thường những nơi thế này đều có hai lối giải thích. Một là xác thực không phải nơi tốt đẹp, nhưng em cho rằng khả năng này không lớn. Thứ hai là một nơi thứ tốt nghịch thiên, thứ này hấp thụ trọn vẹn 99% thần linh khí, linh nguyên của tiểu thiên vực, chỉ lại một chút cho thực vật khác dùng. Chúng ta đương nhiên là không thấy thứ tốt. Diệp Mặc bỗng nghĩ tới vài cái nọ vạn niên thạch xuẩn tủy hắn lấy được từ thế giới thần châu lúc trước. Vạn niên thạch xuẩn tủy là ly thành cho hắn. Giờ nghĩ lại, tiểu thế giới thần châu sở dĩ xuất hiện thứ nghịch thiên như vạn niên thạch xuân tủy, nó không chừng thực sự cũng gần như Tiểu Băng Sâm nói, toàn bộ linh khí tiểu thế giới thần châu đã bị vạn niên thạch xuân tủy hấp thu hết.
Phố Ảnh nghe thấy Tiểu Băng Sâm nói vậy, có khả năng là một tướng tốt nghịch thiên, mắt là sớm toát tình quang.